Hello, thì tất cả mọi người nhé. Tìm nay thì mình có dịp đi qua Quỳnh Xá. Quỳnh Xá là một xã thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Quỳnh Xá là một xã nội đồng nằm ở phía nam của huyện Quỳnh Phụ. Có tổng diện tích tự nhiên là 321,62 ha. Xã có 1.538 hộ với 5.106 nhân khẩu năm 2021. Xã Quỳnh Xá nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng. Xã có máy chính là 12568. Về địa lý, Quỳnh Xá nằm trên trục đường tỉnh DT 396B, đường 27 cũ, đường cấp 3 đồng bằng Thái Bình, Hà Nam, cắt qua xã Quỳnh Xá, qua thôn Xuân La Đông và thôn Dũng Tiến, Quỳnh Xá, cách thị trấn Quỳnh Côi khoảng 3 km, cách ngã ba Đọi 3,7 km, phía nam tiếp giáp các xã, phía đông giáp với xã An Vinh, phía tây giáp với xã Quỳnh Trang, phía bắc giáp với xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Hội, phía nam tiếp giáp với xã Đông Hải. Sông Nam Hà hay là sông Đan Hội chảy qua xã, bắt đầu từ Kim Hồng, Bình Minh và hết địa phận Ô Cách, làng Lượng nay là Dân Chủ. Về lịch sử, Quỳnh Xá được sáp nhập vào từ các làng Xuân La, Tế Mỹ và của xã Quỳnh Hưng, chạy cầu của xã Quỳnh Trang, Ô Cách, làng Lượng của xã Quỳnh Hội và Dũng Tiến của xã An Vinh. Về hành chính, Quỳnh Xá được chia thành 6 thôn xóm bao gồm Bình Minh, Đông Hồng, Xuân La, Ô Cách, Xuân La Đông và Dũng Tiến. Nghề nghiệp chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Ngày xưa Quỳnh Xá có nghề dệt chiếu, dệt thảm. Hiện nay thì những ngành nghề này đã mai một, chỉ còn lại thêu và may gia công.